Vâng, sau đây em sẽ test cặp loa JB L65A bát khiết kết hợp với con Marantz 2285B, con dòng là Amri Marantz Mỹ nha các bác. Con này hàng về nguyên thùng xốp, hàng rất là hiếm nha. 2285B, con này giá 32 triệu nha. Công suất thì lực đánh y như 9090, dòng xanh xui. Nhưng mà tiếng những dòng này rất là hay. Khi anh em ghép với những loại dòng loa Mỹ như là JB, có thể chỉnh được bass, mid, chest, tiếng rất là mượt. Sau đây mời anh em nghe một ca khúc để thẩm âm một combo nhạc này. Và cái âm ly là giá là 32 triệu, còn cặp loa là giá 57 triệu 500 ngàn. Tất cả giá trên em đảm bảo ship nha. Và mọi chi tiết mua hàng các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Và các bác đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Sau đây mời các bác nghe. Rồi bác nào có nhu cầu về những sản phẩm trên thì alo cho em. Đầu test này là giá là 18 triệu 500 ngàn, là có mã là test 10SE, là dòng chuyên nghe nhạc, nó chạy chip vương miện là 1547 của Philips nha, rất là nổi tiếng, có khiển đầy đủ cho các bác nha, giá 18 triệu 500 ngàn.